vụ nam sinh đi nhập học mất tích, tiến hành xét nghiệm độc tố do có nghi vấn về dịch trong dạ dày và khoang ngực. Đến thời điểm hiện tại, kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nam sinh Bình Định mất tích trước đó đã tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng 2 đến 3 ngày trước đó. Như thông tin trước đó đã đăng tải, vào ngày 15 tháng 2, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ việc phát hiện thi thể nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê Bình Định trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13 sau 3 ngày mất tích. Sáng cùng ngày, các đơn vị chức năng đã phong tỏa hiện trường phát hiện thi thể để khám nghiệm. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một ba lô chứa các vật dụng cá nhân, một số tiền và giấy tờ cá nhân mang tên Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê Bình Định. Vào rạng sáng ngày 12 tháng 2, Nghĩa đến bến xe miền Đông bằng xe khách. Sau đó, Nghĩa được một người đàn ông tên M chở rời khỏi bến. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, ông M cho biết đã chở Nghĩa từ trong bến xe miền Đông đến trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, hú tết trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh rồi trả khách và rời đi như thường lệ. Đến khuya ngày 15 tháng 2, người dân phát hiện một xác chết trôi trên sông, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh nên báo công an. Sau đó, công an phường 13 đã gọi điện nhờ ông Ba Chúc, người chuyên vớt xác ven sông dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi mới. Đến 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, người thân đến nhận dạng và đau đớn khi phát hiện thi thể là em Nguyễn Văn Nghĩa, nam sinh mất tích trước đó 3 ngày. Đến thời điểm hiện tại, kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng 2 đến 3 ngày trước đó. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nghi vấn về những chất dịch có trong dạ dày, khoang ngực nên đã lấy mẫu xét nghiệm độc chất. Cũng theo nguồn tin cho biết, ông M, người tài xế xe ôm chở Nghĩa rời khỏi bến xe miền Đông do không có dấu hiệu nghi vấn nên sau khi làm việc với công an trong ngày hôm nay đã được ra về. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.